xác minh đối tượng vung dao dọa chém, náo loạn phố Tây Đà Nẵng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tiểu thương chợ truyền thống đua nhau mở sạp online, bà chủ hàng khô ngày có đến gần 100 đơn. Thời gian gần đây, tín dụng đen núp bóng hình thức cho vay trực tuyến thông qua ứng dụng trên điện thoại di động mà không cần thế chấp tài sản, chỉ cần giấy tờ tùy thân giải ngân ngay qua tài khoản ngân hàng. Hậu quả là nhiều người vay trở thành con nợ, khi lãi mẹ đẻ lãi con, dẫn đến số tiền gấp rất nhiều lần so với khoản vay gốc. Kính chào quý vị! Không ai có thể ngờ rằng từ việc chỉ vay vài triệu đồng qua ứng dụng trên điện thoại di động hay còn được gọi là app để giải quyết khó khăn tạm thời thì chỉ trong một thời gian ngắn số tiền nợ lên đến hàng trăm triệu đồng. Và chưa kể, phía cho vay còn liên tục khủng bố tinh thần con nợ cũng như người thân để đòi tiền. Đó là cảnh dở sống dở chết của rất nhiều nạn nhân tìm đến app để vay tiền. Và thậm chí là dù không vay mượn nợ, nhưng không ít người phải khốn khổ với món nợ trên trời rơi xuống khi thường xuyên bị đối tượng lạ mặt gọi điện nhắn tin đe dọa, khiến cho những nạn nhân này phải hoang mang. Và nội dung này sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập, bình luận trong vài phút tới đây. Song song đó còn có các thông tin nóng, những câu chuyện ý nghĩa và thú vị cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ trong suốt 30 phút của chương trình. Chúng tôi là Hồng Thoa và Đào Duy. Xin chào mừng và chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Và cụm tin nóng về tình hình an ninh trật tự ngay sau đây sẽ bắt đầu chương trình. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam một số bị can trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ thông qua hệ thống game bài đổi thưởng rigvip-tip.club của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm. Các đối tượng bị bắt tạm giam là Lê Thanh An sinh năm 1965, Hoàng Xuân Khánh sinh năm 1989 và Nguyễn Hoàng Đạt sinh năm 1995. Đạt hiện đang bỏ trốn. Cơ quan điều tra cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Văn Hậu sinh năm 1995. Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2017, các đối tượng này đã liên hệ, trao đổi, thống nhất nhận làm đại lý cấp 2 của hệ thống game bài đổi thưởng rigvip-tip.club. Các đối tượng tự quảng bá đại lý, tiến hành mua bán rig là tiền ảo trên hệ thống đánh bạc cho hàng trăm tài khoản để hưởng phần trăm chênh lệch. Số tiền giao dịch ước tính khoảng 22 tỷ đồng. Các đối tượng đã thu lợi bất chính khoảng 400 triệu đồng. Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, truy bắt đối tượng bỏ trốn để xử lý theo quy định. Thưa quý vị, đây là Lê Văn Luân, sinh năm 1987, đối tượng gây ra vụ giết người bất thành tại thành phố Hải Phòng vào cuối tháng 4 vừa qua. Chiều tối ngày 10 tháng 5, tại khu vực của thành phố Lào Cai, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng vây bắt thành công đối tượng này. Trước đó, do mâu thuẫn trong yêu đương, đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng, lưng và cánh tay của người tình, cho đến khi nạn nhân gục xuống. Sau đó, Lê Văn Luân đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Rất may nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã sống sót. Sau khi đâm trọng thương nạn nhân, Lê Văn Luân đã bỏ trốn ở nhiều nơi tại tỉnh Hà Nam, Hà Nội rồi về thành phố Lào Cai. Hiện công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao đối tượng cho công an thành phố Hải Phòng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên ngang nhiên kẹp cổ, nắm đầu rồi dọa chém người khác tại khu phố Tây Đà Nẵng bị lan truyền trên mạng xã hội khiến cho nhiều người dân không khỏi bất bình. Liên quan đến vụ việc này, vào ngày 10 tháng 5, Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn cho biết đã xác định được hai thanh niên gây rối trật tự công cộng có sử dụng hung khí. Dù được nhiều người có mặt can ngăn, nhưng thanh niên mặc áo đen vẫn rất hung hổ đòi chém người. Người bị dọa chém sau đó đứng dậy được và bỏ chạy, còn người dọa chém thì cầm dao lên xe máy của đồng bọn rời khỏi hiện trường. Được biết, vụ việc xảy ra vào đêm ngày 8 tháng 5 đã khiến nhiều người dân và du khách tại phố Tây An Thượng một phen hoảng sợ. Đoạn phim ghi lại vụ việc sau đó được đưa lên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng bức xúc. Qua truy xét, công an phường Mỹ An xác định nam thanh niên mặc áo đen dùng dao dọa chém người trong đoạn phim là Trần Thanh Hậu và người lái xe máy chở Hậu là Hồ Lê Bằng. Hậu và Bằng cùng 17 tuổi, ngụ quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Hiện công an phường Mỹ An cho biết đã triệu tập Bằng và Hậu lên làm việc xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, với lãi suất từ 300% cho đến 365% một năm, số đối tượng bị công an làm rõ trong thời gian vừa qua đã hình thành những đường dây riêng biệt có chung phương thức thủ đoạn để cho vay tiền qua app trên Internet hay mạng xã hội nhằm thu hút người dân cần tiền nóng. Và hệ lụy từ việc vay nặng lãi đã khiến rất nhiều người bị vay lao đao khi ngày ngày phải lo xoay sở để trả cả gốc và lãi đúng hạn. Nếu như không trả thì việc đe dọa, khủng bố tinh thần và những hành vi vi phạm pháp luật khác chắc chắn sẽ xảy ra. Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện đang nóng trên mặt báo này qua phóng sự sau đây.
vốn làm nghề giữ xe tại một trung thương nghiệp lớn ở thành phố Đà Nẵng. Người đàn ông này phải khó khăn lắm mới quyết định gọi điện để vay tiền nóng phục vụ cho việc khôi phục kinh doanh sau mùa dịch. Vẫn biết là lãi suất rất cao nhưng chẳng còn cách nào khác vì việc vay này rất nhanh và có tiền ngay. Em vay 10 triệu, lãi suất là lấy tiền lãi trước 2 triệu, lấy tiền đi thu phí 1 triệu, lấy tiền môi giới 500 ngàn, là thực nhận, em chỉ được nhận 6 triệu rưỡi. Là hàng ngày em phải đóng 400 ngàn trong vòng 25 ngày, là đủ 10 triệu, là lúc đó là mình có muốn vay nữa thì mình nói họ. Cũng giống như trường hợp trên, người phụ nữ bán tạp hóa này đã phải rất chật vật để có đủ số vốn quay vòng cho việc làm ăn. Mặc dù có được vay ngân hàng chính sách, nhưng số vốn chỉ cần còn thiếu nên cũng đành liên hệ với số đối tượng cho vay lãi nặng trên mạng xã hội. Dẫu biết nếu không trả kịp hạn thì hậu quả sẽ khôn lường, nhưng chị vẫn chấp nhận được ngày nào hay ngày nấy. Chị biết đó chứ, nhưng mà trong cái lúc mà chị khó là chị không sáng suốt được cái việc đó. Đó. Vì khó mà quẳng rồi. Đó là chị phải, bây giờ chị chỉ biết là cứu lấy qua một ngày nó đã, chứ còn chị không nghĩ cái hậu quả, chứ còn chị nghĩ cái hậu quả là không bao giờ chị mượn. Nắm bắt nhu cầu, một lượng lớn người dân cần vốn sau mùa dịch để tái sản xuất kinh doanh, số đối tượng cho vay lãi nặng đã len lỏi, tìm mọi cách để người dân biết đến và liên hệ ngay. Ba đối tượng bị công an quận Hải Châu phát hiện, bắt giữ thời gian qua gồm Nguyễn Văn Quỳnh, quê thành phố Hải Phòng, Lê Bá Hải, Nguyễn Tuấn Anh cùng quê Thanh Hóa đều cầm đầu những đường dây riêng biệt cho vay trên 300% một năm, phí dịch vụ từ 3% đến 5% số tiền vay. Nếu mà người ta chậm trả thì là mới đầu thì em trong vòng 3 ngày em gọi điện nhẹ nhàng. Còn nếu mà 3 ngày không 3 4 ngày mà không thấy người ta liên lạc lại thì em đến nhà tìm thôi. Không chỉ chú trọng vào đối tượng ngoài tỉnh đến hoạt động, mà kể cả đối tượng nội địa là những đối tượng có biểu hiện hoạt động. Thì sau khi mà nắm được thông tin, nắm được tình hình, kết hợp với thông tin trinh sát, thì lực lượng cảnh sát hình sự sẽ tiến hành nhiều các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, thẩm tra, xác minh, điều tra, giám sát để mà thu thập, để nhằm đấu tranh nó hiệu quả với các loại tội phạm. Đến hiện tại, các đối tượng đã cho hơn 60 người vay, với tổng số tiền khoảng 760 triệu đồng. Cũng trên dải đất miền Trung, vòi bạch tuộc cho vay lãi nặng cũng đã vươn đến Phú Yên. Thời gian gần đây tại địa phương này, nhiều người bỗng dưng trở thành con nợ, dù không vay mượn, không bảo lãnh và thậm chí là không hề quen biết người vay mượn tiền qua các app cho vay tiền. Vâng, các chủ nợ không rõ danh tính này thường xuyên khủng bố đòi nợ bằng điện thoại, bằng tin nhắn trên mạng xã hội và thậm chí là bêu rếu hình ảnh khắp trên mạng. Báo Lao Động ngày 10 tháng 5 năm 2022 đăng bài Phú Yên xuất hiện vấn nạn không vay bỗng dưng lại thành con nợ, phản ánh tình trạng nhiều người bỗng dưng trở thành con nợ dù không vay mượn, không bảo lãnh, thậm chí không hề quen biết người vay mượn tiền qua các app cho vay tiền. Nạn nhân là những người hiền lành, lương thiện nên rất lo lắng, bất an, sợ hãi khi bị các đối tượng xa lạ khủng bố tinh thần. Họ bị những người thuộc các băng nhóm cho vay liên tục đòi tiền bằng nhắn tin, gọi điện, bêu rếu hình ảnh của mình lên Facebook. Không chỉ quấy rầy mà các băng nhóm còn đe dọa người trong gia đình, con cái của nạn nhân. Những người cho vay này thừa biết nạn nhân không vay tiền của họ nhưng vẫn tấn công, uy hiếp để đòi tiền. Biết người ta không vay tiền, tìm cách bịa đặt vu khống người ta là con nợ để cưỡng đoạt tiền. Hành vi này còn nguy hiểm hơn là cho vay nặng lãi. Nhiều cá nhân bị các băng nhóm cho vay bêu rếu tên tuổi, công ty, đơn vị, bị đưa hình ảnh lên mạng xã hội, ảnh hưởng đời sống tinh thần, thiệt hại về uy tín thương hiệu. Và thưa quý vị, đã có nhiều các vụ việc những băng nhóm cho vay khủng bố đòi tiền xảy ra rất phổ biến, cho nên cần phải xem đây là một loại tội phạm, một hình thức cưỡng đoạt tài sản. Dẹp hết tất cả các băng nhóm này là lo cho đời sống bình yên của người dân và bảo vệ sự an toàn cho nhân dân. Và liên quan đến các thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app, công an một số tỉnh, thành phố đã cảnh báo tình trạng các đối tượng hoạt động tín dụng đen sử dụng công nghệ cao ẩn dưới dạng cho vay trực tuyến với lãi suất cao. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác và không cài đặt các app vay tiền online hoặc là vay tiền qua mạng xã hội. Nếu có nhu cầu vay vốn, người dân nên tìm hiểu kỹ và trực tiếp đến ngân hàng để được tư vấn, được hướng dẫn nhằm để bảo vệ quyền lợi trước pháp luật.
Vâng thưa quý vị, tuy nhiên một yêu cầu căn cơ là đối với nhu cầu vay chính đáng của người dân như là phục vụ việc chữa bệnh, học hành, sinh hoạt hàng ngày cần được tiếp cận với nguồn vay tín dụng chính thức để người dân không phải vay tín dụng đen. Làm được và chỉ có làm tốt được điều này mới là giải pháp căn cơ nhất, cơ bản nhất đẩy lùi nạn tín dụng đen trong xã hội. Vâng, và chương trình sẽ được tiếp tục với những câu chuyện dân sinh thú vị đáng chú ý. Thưa quý vị, tiểu thương các chợ truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng bán hàng online nhiều hơn trên các ứng dụng giao hàng khi có nhu cầu mua hàng tại nhà ngày càng tăng, đặc biệt là sau dịch Covid-19. Và quý vị thân mến, đây chính là bà Nguyễn Thị Hải Yến, một tiểu thương kinh doanh thực phẩm tươi sống và đồ khô tại chợ Tân Mỹ, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Yến được nhiều bạn hàng gọi vui với biệt danh là bà Hoàng chốt đơn. Mời quý vị cùng theo dõi phản ánh thực tế trong chuyên mục Đông Tây chuyển động. Khi mà bắt đầu cô vào app ấy nha, và cô bán trên app mạng ấy, thì lúc đầu ấy thì cô chỉ có được có 10 đơn hàng đến 20 đơn hàng thôi. Để sau nó từ từ nó lên, có những ngày ra tới 80 đơn hàng, rồi có ngày lên tới 100 mấy 200 đơn hàng. Xu hướng tiểu thương trong các chợ truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh bán hàng online hoặc đưa gian hàng lên các ứng dụng đi chợ mua hàng hộ ngày càng tăng, nhất là sau đợt dịch Covid-19 khi nhiều người có nhu cầu đặt giao hàng tại nhà. Mình được tiếp cận với những người khách hàng ở xa, người ta có thể là biết tới mình để quảng bá các cái mặt hàng của mình. Thói quen mua hàng truyền thống giúp khách hàng lựa chọn được mặt hàng ưng ý, nhất là các mặt hàng tươi sống sử dụng trong ngày. Khi bán hàng qua ứng dụng, tiểu thương cũng gặp một số thử thách trong khâu chọn hàng để đảm bảo đến tay khách hàng được nguyên vẹn tươi ngon nhất. Cùng với đó, việc tiếp cận các ứng dụng công nghệ cũng là thử thách đối với các tiểu thương, đặc biệt là những người lớn tuổi vốn đã quen với cách buôn bán truyền thống. Những khách mà người ta đi làm, người ta bận rộn, người ta không có đi chợ được á, thì người ta đặt hàng thì ra đây thì chị cũng đỡ đi cái phần nào là chị phải đi giao trực tiếp cho người ta. Bán trên app á, thì phải cái khâu mà lựa hàng á, là rất là quan trọng, là phải mình phải lựa hàng sao để còn có uy tín để lần sau khách chúng ta đặt hàng được. Khi dịch vụ đi chợ hộ thông qua các ứng dụng giao hàng ngày càng tăng, ban quản lý các chợ truyền thống cũng đã đẩy mạnh kiểm tra, hướng dẫn công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ các mặt hàng tại các sạp hàng, đồng thời phối hợp với các công ty cung cấp nền tảng công nghệ trong lĩnh vực giao hàng, tổ chức hướng dẫn cho tiểu thương sử dụng thành thạo hiệu quả hơn. Nối tiếp niềm vui của các tiểu thương ở chợ truyền thống Thành phố Hồ Chí Minh là một niềm vui khác của bà con ở thành phố Cần Thơ, khi mà những ngày qua sầu riêng được mùa, được giá và thậm chí là thương lái cũng bị chủ hàng hối thúc vì nhu cầu của khách hàng tăng cao. Hiện tại thì các sạp hàng trái cây vẫn hối thúc thương lái tiếp tục săn lùng sầu riêng để cung cấp cho khách hàng. Ông Nguyễn Văn Truyền, 49 tuổi, nhà vườn ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết, năm trước, do ảnh hưởng của Covid-19, người dân ít tiêu thụ sầu riêng, nên thương lái vào vườn ông mua khá thấp, trừ các khoản phân thuốc thì ông Truyền chỉ huề vốn. Hiện tại, thương lái vào mua giá khá cao, gia đình ông mừng rỡ trúng mùa, được giá. Nhà ông Truyền có hơn 30 cây sầu riêng ri 6 với tuổi đời 8 năm tuổi. Năm ngoái, ông cho tiêu thụ ra thị trường khoảng 800kg sầu riêng với giá bán cho thương lái là 44.000 đồng 1kg. Năm nay do áp dụng một số cách thụ phấn mới cho hoa, trái đậu nhiều, vườn nhà ông cho ra khoảng hơn 1 tấn sầu riêng với giá mỗi ký 49.000 đồng. Theo ông Truyền, những nhà vườn cạnh ông còn bán được giá trên 50.000 đồng 1kg cho thương lái vào trước lễ 30 tháng 4. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân tác động như thời tiết, khí hậu, phân thuốc khiến sầu riêng vườn của ông ra trễ với dự định. Sầu riêng là loại quả có nhu cầu tiêu thụ ở mức cao, nguồn cung hạn chế và đặc biệt là chín theo mùa vụ. Đáng nói để có thể cho ra hoa, kết quả một trái sầu riêng dày cơm, béo ngậy, nhà vườn phải tốn rất nhiều công sức trong việc chăm sóc, tưới tiêu. Tốn nhiều thời gian trong việc chăm sóc, tưới tiêu và cuối cùng công sức của bà con đã được bù đắp xứng đáng. Còn gì vui bằng? Vâng và thưa quý vị, để tiếp tục hành trình, Đào Duy xin phép được mời tất cả quý vị đến với Cà Mau để khám phá mô hình làm giàu từ loài chim tự nhiên, đó chính là con le le. Từ một ổ trứng chim lạ nhặt được ngoài đồng đem về cho gà ấp mà hiện nay nhiều bà con ở địa phương này đã trở nên khấm khá hơn. Mời quý vị cùng khám phá mô hình chăn nuôi hiệu quả này nhé. Cách đây hơn 5 năm, anh Đẳng đi làm đồng phát hiện được ổ trứng đem về.
cho gà ấp và đã nở ra được 12 con le le. Từ số con giống này gây nuôi tích cực thì đến nay anh Đảng đã có được đàn le le hơn 100 con với nhiều con mái, đang đến giai đoạn đẻ và ấp trứng. Từ việc bán giống, bán le le thịt mà giờ đây cuộc sống của gia đình anh Đảng đã khá hơn trước rất nhiều. Le le dễ nuôi, sau khoảng 1 năm nuôi thì sẽ làm ổ đẻ trứng trong khu vực ven bờ kinh và sau 30 ngày trứng nở, le le mẹ sẽ chăm sóc con đến lớn. Cũng giống như mô hình nuôi le le của anh Đảng, anh Lê Văn Vẹn đến với nghề nuôi le le tình cờ từ cặp chim giống cha vợ cho nuôi làm kiểng. Từ đó anh xây chuồng và mở rộng dần diện tích. Hiện nay đàn le le của anh hơn 80 con. Anh trồng thêm các cây để cho le le đẻ trứng, đào thêm ao để loài chim này có không gian bơi lội. Đàn le le của anh Vẹn khỏe mạnh, phát triển nhanh nên được nhiều người tìm mua về làm giống hoặc lấy thịt. Bình quân mỗi con le le giống nặng khoảng 300 gram, bán với giá 700.000 đồng. Mỗi năm thu nhập về cho anh hơn 100 triệu đồng. Mô hình nuôi le le đang mở ra một hướng chăn nuôi mới, tạo thu nhập cao cho bà con tại địa phương. Việc nuôi thành công loài chim le le này còn góp phần bảo tồn chim tự nhiên đang dần cạn kiệt tại địa phương. Và bây giờ là những câu chuyện thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, đây là viên hồng ngọc có tên là Bạch Dương, một trong những viên hồng ngọc lớn nhất và đắt giá nhất thế giới, đã lần đầu tiên được đưa ra trưng bày ở tại khách sạn Dubai. Và sau đây là thông tin chi tiết về viên hồng ngọc đặc biệt này. Viên hồng ngọc này thuộc bộ sưu tập Callisto của công ty vàng và kim cương SJ, có nguồn gốc từ Tanzania. Sở dĩ Bạch Dương được đánh giá là một trong những viên hồng ngọc lớn nhất và đắt nhất thế giới vì nó nặng 8.400 carat, tương đương 2,8 kg và hoàn toàn tự nhiên. Nhiều chuyên gia đá quý cho rằng viên hồng ngọc này có thể đạt mức giá 120 triệu đô la Mỹ. Theo kế hoạch, viên hồng ngọc này sẽ được trưng bày tại nhiều địa điểm khác nhau ở thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE trong 30 ngày trước khi được đưa ra đấu giá. Thưa quý vị, người đàn ông Ấn Độ này là một trong những người may mắn trên thế giới khi mới đây đã tìm thấy viên kim cương 11,88 carat, ước tính trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng tại khu mỏ Panna ở Ấn Độ, là khu mỏ nổi tiếng với những mỏ kim cương. Pratap Singh Yadav đến từ Madhya Pradesh là người đàn ông may mắn đã tìm thấy viên kim cương chất lượng tốt tại khu mỏ Panna. Pratap Singh Yadav không tin vào mắt mình khi phát hiện viên kim cương quý giá. Tôi vốn là một nông dân nghèo làm ruộng trên mảnh đất nông nghiệp của gia đình. Tôi cũng đi làm thuê và mới đến mỏ khoảng 3 tháng. May mắn tôi tìm thấy viên kim cương. Sau khi đấu giá viên kim cương, Pratap Sayadat sẽ nhận được tiền sau khi trừ thuế. Anh sẽ có thêm tiền trang trải cuộc sống gia đình. Anh dự định dùng tiền để đóng tiền học cho con, mở một cơ sở kinh doanh nhỏ. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, bắt nhóm đối tượng từ tỉnh ngoài đến Ninh Bình gây ra hàng loạt vụ trộm thiết bị xe ô tô. Chuyên mục Chuyện Ngày Mới, người đàn ông tái hiện Hà Nội thu nhỏ lên những ly cà phê. Nam và đơn vị thi công là công ty cổ phần tập đoàn Đông Đô sớm có phương án bồi thường cho người dân theo cam kết với địa phương. Và tiếp tục chương trình 24 giờ chuyển động là cụm tin nóng cập nhật về tình hình an ninh trật tự trong 24 giờ qua. Ngày 10 tháng 5, Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đang tiếp nhận thông tin trình báo của người dân về vụ việc bị kẻ gian phá cửa đột nhập tiệm vàng bạc giữa đêm. Theo đoạn video của tiệm vàng nằm gần Ga Vinh, phường Quán Bầu, thành phố Vinh, khoảng 0 giờ sáng ngày 9 tháng 5, một người đàn ông trùm áo kín mít từ đầu đến chân, mang theo một chiếc kéo cắt khóa tiếp cận tiệm vàng. Lúc này gia chủ đã khóa cửa hàng, không có người trông coi. Người đàn ông lần lượt dùng kéo cắt phá cửa cuốn, cửa kính rồi vào bên trong tiệm vàng. May mắn chủ tiệm vàng đã cất hết vàng bạc nên kẻ gian không lấy được tài sản. Trước đó vào tháng 2 năm 2022, một tiệm vàng bạc ở gần tiệm vàng bạc này cũng bị một người đàn ông đột nhập vào, lấy đi một số lượng lớn bạc, nhưng đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa tìm ra được thủ phạm. Thời gian qua, nhiều nơi đã xảy ra nhiều vụ mất cắp tài sản tại các cơ sở tôn giáo, đền chùa, nhà thờ. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sơ hở để trộm tiền công đức, chuông chùa, những đồ cổ bên trong. Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 10 tháng 5 tại một ngôi chùa ở Tây Ninh như một ví dụ minh chứng. Theo đoạn clip ghi lại, một người phụ nữ lớn tuổi canh lúc chùa vắng đã thản nhiên xách theo ba lô vào bên trong, sau đó lén lấy trộm cái chuông chùa bó vào rồi tẩu thoát. Toàn bộ hành vi được camera an ninh ghi lại. Hầu hết các đối tượng đã tìm hiểu nghiên cứu quy luật sinh hoạt của các cơ sở này nên thường ra tay một cách thuận lợi. Đây cũng là điểm mà các cơ sở tôn giáo, chùa, đình cần chú ý.
Và thưa quý vị, đây chính là các thiết bị như logo, camera lùi, gương chiếu hậu, cần gạt nước của xe ô tô bị kẻ gian lấy cắp trên địa bàn của tỉnh Ninh Bình. Ngày 10 tháng 5, Công an thành phố Ninh Bình cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng từ tỉnh ngoài đến với địa bàn của thành phố để gây ra hàng loạt vụ trộm cắp thiết bị xe ô tô. Đó là Trần Khắc Vinh, 35 tuổi, ngụ tỉnh Lạng Sơn, Chữ Văn Tính, 28 tuổi, ngụ huyện Thanh Trì và Đinh Thị Liên, 73 tuổi, ngụ Hà Nội. Trong đó, Vinh và Tính từng có nhiều tiền án về các tội cưỡng đoạt tài sản và tàn trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, trên địa bàn thành phố Vinh liên tiếp xảy ra nhiều vụ kẻ gian lợi dụng người dân để xe ô tô ở vỉa hè, lề đường, không có người trông coi, đã lấy trộm logo, cam lùi, gương chiếu hậu, gây bức xúc trong nhân dân. Sau một thời gian vào cuộc điều tra, đến ngày 8 tháng 5, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ đối tượng gây ra các vụ trộm là Vinh và Tính. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên rủ nhau đến thành phố Ninh Bình trộm cắp tài sản là các thiết bị của xe ô tô, sau đó mang bán cho Đinh Thị Liên. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Liên, công an thu 48 bộ logo xe ô tô nhiều nhãn hiệu, 12 mắt camera sau ô tô, 3 bộ cần gạt nước sau xe ô tô. Khám xét nơi ở của Vinh và Tính, lực lượng công an thu giữ một số dụng cụ dùng để trộm cắp tài sản và nhiều phụ tùng xe ô tô. Quý vị thân mến, khi nhắc đến Hà Nội thì chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Hồ Gươm hay là phố cổ là những địa điểm gây thương nhớ. Những hình ảnh đặc trưng của thủ đô ngỡ đâu chỉ được tái hiện lại thông qua ảnh chụp, thước phim hay có chăng là vẽ lên khung vải trên giấy, thế nhưng lại có một người thu nhỏ như hình ảnh ấy chỉ trên một ly cà phê. Và thưa quý vị, nếu như mà chúng ta nhìn rõ hình ảnh này thì chắc là ai cũng đoán được đây chính là một ly cà phê trứng, đúng không ạ? Chính xác anh Đào Duy, đây cũng là một thức uống đặc trưng của Hà Nội. Mà không biết là anh Đào Duy có nhận ra địa điểm nào được vẽ lên ly cà phê trứng này không? Tôi nghĩ rằng là bất cứ ai khi nhìn vào thì cũng đều nhận ra đó chính là Hồ Gươm. Nhưng mà phải công nhận rằng đây là một tác phẩm rất là đẹp và rất là sáng tạo trên ly cà phê trứng ạ. Đúng như vậy. Và người đã tỉ mẩn thu nhỏ Hà Nội trên ly cà phê trứng này đó chính là anh Lê Tuấn Nghĩa. Tác phẩm của anh đã khiến cho nhiều khách hàng không khỏi ấn tượng. Và chuyên mục Chuyện Ngày Mới hôm nay mời quý vị cùng gặp gỡ và tận mắt chứng kiến những nét vẽ nghệ thuật của người đàn ông tài năng này, quý vị nhé. Anh Nghĩa cho biết, việc vẽ lại Hà Nội cũ trên ly cà phê trứng chính là ý tưởng kết hợp độc đáo, vừa giúp anh thỏa niềm yêu thích với ly cà phê, vừa thể hiện tình yêu dành cho thủ đô. Anh chia sẻ với mười mấy năm cầm bút thì việc vẽ ly cà phê đối với anh không có gì là khó khăn. Thời gian thực hiện bức tranh chỉ mất từ 1 đến 2 phút. Cái lâu nhất vẫn là công đoạn đánh trứng, khoảng độ 10 phút. Chất liệu vẽ là cacao với sữa, phải được pha đúng độ dẻo thì khi vẽ mới nằm trên mặt cà phê trứng. Vẽ những bức tranh để treo ở nhà, mười mấy năm cầm bút thì cũng gọi là biết vẽ. Thực hiện cốc cà phê đấy thì với mình thì nó không có gì là khó khăn. Lâu nhất là cô đoàn để đánh trứng để cho nó át được cái mùi tanh đi. Thời gian nó khoảng gần 10 phút. Sau khi đánh trứng xong thì mình cho vào cốc. Cà phê thì mình sẽ đun lên và đổ xuống giấy đáy cốc. Làm như thế thì để thứ nhất là mình trang trí được hình ảnh của Hà Nội lên trên bề mặt của cái cà phê trứng. Mỗi ngày anh Nghĩa sẽ vẽ khoảng chục, 20 ly cà phê trứng như thế. Không chỉ những hình ảnh đặc trưng của Hà Nội, anh Nghĩa có thể vẽ bất kỳ một con đường hay góc phố nào đó theo yêu cầu của khách hàng. Quán mình thì cũng mới mở ngày thì được chục, 20 cốc. Cái này thì nó là đam mê thôi, còn nếu mà nói về công sức thì nó vô cùng đó. Chị Hạnh cho biết chị đã thưởng thức nhiều ly cà phê trứng ở Hà Nội, nhưng chưa có ly cà phê nào đặc biệt như thế. Chị chia sẻ những hình ảnh như cột cờ, tháp chùa được vẽ kỳ công và đẹp vậy. Chắc hẳn tác giả đã rất có tâm và rất yêu Hà Nội. Không chỉ đẹp, rất là ngon. Tôi nghĩ là tác giả là một người rất là có tâm và rất là yêu Hà Nội. Thì anh mới dành được tất cả tình cảm của mình vào trong các cà phê như thế. Thật sự là kỳ công, đánh bằng tay, vẽ bằng tay, hơi lâu một chút nhưng mà nó nhiều tình cảm. Tôi nghĩ là một ý tưởng hay, nó sẽ làm cho Hà Nội mình có ấn tượng hơn đối với cả những người du khách đến đây. Chị Nhung, một khách hàng khác cho biết, chị ấn tượng với ly cà phê của anh Nghĩa là do dù chỉ là một ly cà phê thôi, nhưng chủ quán đã khắc họa được cả một bức tranh rất có hồn về Hà Nội. Chị chia sẻ, mỗi khi ngắm nhìn hình ảnh trên ly, chị lại cảm thấy có chút bồi hồi lẫn thích thú.
Mình cũng hy vọng là chủ quán có thể sáng tạo thêm được nhiều những cái hình ảnh hoặc là bức tranh nữa ở trên những cái cốc cà phê. Đấy cũng là một cái điểm độc đáo để hấp dẫn du khách đến với Hà Nội. Với giá 40.000 đồng cho mỗi ly cà phê, mọi người vừa có thể thưởng thức được hương vị tuyệt vời của cà phê trứng, vừa ngắm nhìn những hình ảnh thân thuộc của Hà Nội. Nhìn đẹp như vậy thì làm sao mà nỡ uống, phải không anh Đậu Duy? Dạ đúng rồi ạ. Thật là một cách trang trí vừa thể hiện sự sáng tạo, vừa thể hiện được tình yêu với Hà Nội. Anh Đậu Duy có nghĩ như vậy không? Nó không chỉ là đơn giản một ly cà phê nữa mà còn chứa đựng cả tâm huyết của một con người. Và với những ly cà phê trứng vừa ngon là vừa mang đậm dấu ấn của thủ đô như thế này thì chắc chắn sẽ tạo ấn tượng đặc biệt cho những du khách khi đến đây. Và câu chuyện thú vị này cũng đã khép lại chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Chương trình sẽ được phát vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho tất cả chúng ta hãy bình tĩnh, tự tin cùng chính phủ vượt qua đại dịch Covid-19. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.